Phẩm người bốn cây bao cấp nước, còi á nước cực lá có nhiều cây bao, có cây xuân băng vàng hoặc hồng bạc lưu ly thủy tinh hổ phách mỹ ngọc mã não, hoặc do một thứ báo mà thành. Quảng do ai ba cho đến bảy báo xen nhau hiệp thành gốc thân cành, do báo này thành hoa lá quả, do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly, làm cành thủy tinh làm ngọn hổ phách làm lá mỹ ngọc làm mà hoa mà não, làm quả lại có các cây do bay bao xen lẫn nhau, làm gốc thân cành lá hoa quả, mỗi bao có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau, cành lá hương nhau, hoa quả xứng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể lay động, phao trong tinh vi diệu, các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nước.